Trong không khí thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Sáng ngày 12 tháng 4, Kho KV-4, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Kho KV-4. Dự lễ có Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Kho KV-4 được thành lập ngày 14 tháng 4 năm 1979 theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trang bị, đạn dược cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và dự trữ chiến lược cho sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn đầu mới thành lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ, song đơn vị đã thực hiện tốt công tác cất chứa, cấp phát, tiếp nhận vũ khí, khí tài, đạn dược, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, kho hậu phương chiến lược, đảm bảo cho hướng Đông Bắc của lực lượng vũ trang, góp phần cùng quân và dân ta đẩy lùi chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ Kho KV-4 luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp sử dụng hợp lý. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ đơn vị đã vượt qua khó khăn, quán triệt sâu sắc đường lối nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Hiện nay, đơn vị đã tập trung củng cố xây dựng kho tàng, trạm sửa chữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, thu hồi, bảo quản thiết bị kỹ thuật, đạn dược, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân đội. 100% cán bộ chiến sĩ kỹ thuật được đào tạo cơ bản. Hàng năm đơn vị đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ kỹ thuật đề ra. 100% nhà kho đạt tiêu chuẩn, đơn vị đã đáp ứng công nghệ thông tin trong quản lý số lượng, chất lượng, phân loại, bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược, thực hiện nghiêm quy tắc an toàn trong cấp phát. Kho KV-4 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Quân ủy Trung ương và của Tổng cục Kỹ thuật, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, triển khai có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, từ năm 1998 đến nay, Đảng bộ Kho KV-4 luôn là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 45 năm qua, với các thành tích đã đạt được, Kho KV-4 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều huân huy chương, cờ thưởng các loại. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống, đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã nhiệt liệt ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thành tích mà Kho KV-4 đã đạt được trong 45 năm qua. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tổng cục Kỹ thuật trong tình hình mới, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo để thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có kiến thức, năng lực toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, duy trì tốt các hoạt động giao lưu kết nghĩa, củng cố tình đoàn kết với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.